Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Xổ Số Miền Nam thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2024. Thứ ba ngày hôm nay gồm có 3 đài: thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc.